Tốt. 5 sai lầm nguy hiểm cho con khi mới về nhà mới. Đầu tiên là cái sai lầm chụp cho chó ăn quá nhiều. Ok, cái này rất thường gặp. Thứ hai là chủ tắm ngay, tắm kỹ cho chó khi chó vừa mới về nhà mới. Thứ ba, chủ cho chó đưa chó đi chơi khắp mọi nơi cùng với chủ, cho đi chơi quá nhiều khắp nơi. Thứ tư là chủ nấu ăn cho chó thêm gia vị, chan mắm muối để cho ăn cho nó ngon miệng. Đấy là một sai lầm. Và thứ năm là chủ mới thay đổi cái chế độ ăn quá đột ngột cho con chó so với cái chế độ ăn cũ, hoặc là cho con chó ăn những thứ mà ở cái tuổi cho con nó chưa thể tiêu hóa được, như là ăn xương hay là ăn cá, nhất là cá có xương. Là mọi người, năm cái sai lầm này là thường gặp nhất là khi mà các bạn mới nuôi chó lần đầu, và các bạn không được cái người bạn hướng dẫn kỹ cho các bạn khi mà đưa con chó về nhà mới với tất cả các giống chó. Thì mình nói chi tiết về năm cái sai lầm này, tại sao nó lại là những cái sai lầm nguy hiểm đến cái tính mạng của con chó luôn. Thì đầu tiên là chủ cho ăn quá nhiều. Con chó con thì nó ăn rất là khỏe. Và nếu mà chúng ta cho con chó nó ăn quá nhiều ấy, cho nó ăn hết cái khả năng ăn của nó ấy, thì cái dạ dày của nó bị giãn quá, nó bị căng quá, nó không thể tiêu hóa được đồ ăn, nó không tiêu hóa tốt được. Bữa đầu tiên ok có thể bình thường, bữa thứ hai có thể nó không tiêu hóa được, nó sẽ ra phân sống. Bữa thứ ba có thể nó sẽ gây đi ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường ruột nó bị làm việc vượt quá cái khả năng của nó bị thiếu lợi khuẩn, nó thiếu những cái vi khuẩn để tiêu hóa. Thì sau một bữa, hai bữa, ba bữa nó sẽ gây tình trạng đi ngoài. Và cái việc đi ngoài với con chó con nó khá là nguy hiểm, bởi vì nó gây mất nước. Mà nếu mà các bạn không biết cách xử lý thì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của con chó con. Đấy, cái đầu tiên là không được cho chó con ăn quá nhiều cái lượng ăn của nó. Nếu các bạn không biết, các bạn hãy hỏi cái người chủ mà nuôi cái con chó bán cho các bạn ấy. Ok. Cái thứ hai là tắm ngay cho con chó con khi nó vừa về nhà mới. Con chó con có thể là các bạn mua và nó chơi ở trong đàn ở cái nhà cũ của nó. Nó chơi cùng với các con chó khác thì nó có thể là nó bẩn, nó hôi. Ok, chúng ta cũng không nên tắm cho nó ngay. Nếu các bạn là những người có kinh nghiệm, các bạn có thể tắm được, các bạn tắm rất nhanh, tắm với cái nước ấm sàn sàn với nhiệt độ cơ thể của con chó con, và sau đấy chúng ta sẽ sấy khô, lau khô luôn thì ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà và chúng ta phải tắm rất nhanh. Nhưng mà tốt nhất là với các bạn mà mới nuôi chó, các bạn không nên tắm. Nếu con chó con người nó hôi thì các bạn có thể giặt sạch một cái khăn đi, ok, rồi chúng ta lau cho nó. Khi mà chúng ta lau sạch người cho nó bằng khăn ướt thì an toàn. Nhưng mà khi chúng ta tắm cho chúng nó thì thường chúng ta mới nuôi, chúng ta sẽ không biết cách tắm, chúng ta sẽ tắm rất là lâu, gây ra cả gây cả cho con chó nó hoảng loạn nữa. Nếu mà con chó trước đấy nó chưa được tắm, cũng có thể do cái cách tắm của chúng ta nó sai, cũng làm cho con chó sợ hãi. Nhưng đấy là cái đầu tiên, là nếu mà trong ít nhất là 3-4 ngày đầu con chó con mới về, các bạn không nên tắm. Con chó con nó mới về nhà mới, môi trường mới, nó cần có một cái thời gian để nó làm quen với môi trường, nó thích nghi với môi trường mới. Như ở người chúng ta, giả sử như là đi đâu xa thì người ta gọi là bị lạ nước ấy. Tức là do cái môi trường mới mà cái cơ thể của chúng ta nó chưa quen, nó dễ bị ốm, gọi là lạ nước, ngã nước. Thì ở con chó con nó mới về nó cũng như vậy.
nó chưa quen với lại cái môi trường mới, cộng với cái việc mà các con chó con nó sẽ yếu bởi vì nó buồn, nó xa đàn, nó xì chét, nó đang ở trong đàn, nó đang ở nhà cũ của nó, ở với mẹ, con mẹ ở với các cái con ở trong đàn, nó chơi với nhau. Bây giờ nó về một mình nó ở một chỗ, nó rất là xì chét, và cái xì chét thì nó ảnh hưởng sức khỏe, nó đã yếu rồi, cộng với cái việc nó cần phải làm quen với lại cái môi trường mới ở nhà mới, thì các bạn phải để cho nó có thời gian thích nghi. Cho nên là không nên tắm cho chó con khi mà cho con nó vừa mới về nhà mới. Siro xích vào đây này để cho mẹ ngồi với cùng với nào. Ok, cái thứ hai là mọi người sai lầm thứ hai mọi người nên tránh. Cái sai lầm thứ ba là chủ quý chó tha chó đi khắp nơi. Nó xin sang bên này ngồi. Ok, ngồi xuống đi. Con Siro lên trên này ngồi. Cái sai lầm thứ ba mà mọi người hay gặp là chúng ta cho con chúng ta quý chó, là chúng ta mua được con chó về là chúng ta đi chơi, chúng ta thả nó đi khắp mọi nơi, chủ đi chỗ nào cho chó đi chỗ đấy. Cái này thì nó là một cái mà nó sẽ tạo ra cái rủi ro mà con chó con nó sẽ bị dính bệnh các cái bệnh dịch. Con chó con như mình nói là nó vừa về nhà mới nó rất là yếu. Trong mấy ngày đầu thì chúng ta không nên đưa cho nó, không đưa nên đưa nó đi chơi chỗ này chỗ kia. Ok, có thể đưa nó đi một chỗ này một chỗ kia thì được, nhưng tránh những chỗ có chó. Bởi vì sao? Ở những chỗ có chó thì nó có dễ sẽ bị cái con chó con nó đang yếu người, nó sẽ dễ dính các cái bệnh. Hay là ở những chỗ công cộng, công viên hay là này kia, những ngày đầu con chó con nó mới về nhà chúng ta không nên cho nó ra. Bởi vì ở những cái khu vực công cộng đấy là cái khu vực mà rất nhiều chó ra đấy và cái mầm bệnh nó rất là nhiều. Con chó nó to rồi, nó khỏe rồi thì ok, nó có thể chịu được, nhưng mà con chó con thì nó không chịu được. Xin ngồi đây đây. Là chúng ta hạn chế, cộng với cái việc gió máy nó như trẻ con ấy, nó hạn chế. Ở nhà cũ của nó, thực ra cái con chó con khi nó ở trong đàn, mọi người phải hiểu là nó ở trong đàn nó ấy, người ta nuôi nó một đàn chó con thì con chó con nó sẽ rất ít được đi chơi. Có thể chủ có điều kiện thì cho chúng nó ra bên khỏi nhà chơi một vài lần đã là khá rồi. Còn nếu không thì con chó con nó sẽ là từ lúc nó đẻ ra đến khi nó các bạn bắt cái con chó con về, nó chỉ ở cái khu vực cái chỗ nuôi của nó thôi, để mọi người phải hiểu được là nó là như thế. Và cái việc mà di chuyển nó qua rất nhiều chỗ khác nhau là nó làm cho con chó rất là mệt, nó sẽ không quen được với cái việc di chuyển ngay đấy. Tưởng tượng như là các bạn đang ngồi yên một chỗ suốt ngày và bắt các bạn là làm một cái công việc gì đấy mà các bạn phải đi suốt, thì mình đảm bảo với các bạn là trong mấy ngày đầu các bạn sẽ mệt như người luôn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không quen và sẽ rất dễ bị ốm. Đấy là con chó con nó là như thế. Hạn chế cái việc cho nó đi khắp mọi nơi cùng với mình quý nó rồi, mình yêu nó rồi, mình mua nó, mình chăm nó, mình yêu quý nó, nhưng hãy để cho nó có thời gian 3, 4 hoặc 5 ngày đầu để cho nó làm quen với lại cái môi trường mới. Sau đấy rồi đưa nó đi chơi thì cũng tần suất nó tăng dần, chứ đừng một cái mà đưa đi liên tục, đưa đi nhiều luôn. Con chó nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Ok, đấy là cái sai lầm thứ ba. Cái sai lầm thứ tư là cái sai lầm cũng không có nhiều lắm nhưng mà nó lại nguy hiểm. Là cái sai lầm mà chúng ta nấu ăn cho con chó. Chúng ta nghĩ là người ăn gì chó ăn đấy. Chúng ta sợ con chó nó ăn không ngon, chúng ta nấu ăn chúng ta thêm gia vị vào, chúng ta thêm mắm muối mì chính, chắc là ớt thì không có ai thêm, bởi vì mọi người sẽ nghĩ là con chó nó không ăn được cay. Ok, thế là còn đang làm ăn, nhưng mà chúng ta chà mắm muối mì chính các thứ như người ăn, bởi vì chúng ta yêu quý nó mà. Chúng ta muốn là nó được ăn những cái thứ ngon, nó đầy đủ, nó hương vị này kia, nhưng mà cái đấy là một cái sai lầm. Mọi người phải biết là gì, là cái con chó ấy, cái hệ bài tiết của nó, cái hệ tiêu hóa và cái hệ bài tiết của nó, từ hệ thải độc của nó, bộ máy tiêu hóa cũng như bài tiết của nó không hoàn thiện được như con người. Con chó nó không có tuyến mồ hôi. Cái cơ chế thải độc gan thận của nó kém hơn chúng ta rất là nhiều, và cái hệ tiêu hóa đấy của nó không thể
thích nghi được với cái việc ăn mặn. Nên là người ta gọi là ở người người ta gọi là ăn mặn đái khai. Ăn mặn quá cơ thể chúng ta đã không chịu được rồi, cái gan thận của chúng ta đã không thải được hết rồi. Ở con chó thì nếu mà cho ăn mặn lâu thì nó sẽ phát sinh cái trường hợp nóng trong. Một là nó gây bệnh rồi nhá, là đoạn sau. Nhưng mà cái biểu hiện trước khi con chó nó bị bệnh ấy, thì con chó nó bị nóng trong, nó bị mụn nhọt, nở loét này kia, kinh thường các thể loại. Và cái này nó nguy hiểm ở một cái là gì? Nó nguy hiểm một cái là nó không phát ra ngay, mà nó sẽ sau khoảng tầm 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, hoặc có thể có những con khỏe cả năm sau nó mới phát ra cái di chứng của nó. Lúc ấy chúng ta mới biết. Có những con chó mà có khi mọi người nuôi đến cả 1 năm, 2 năm rồi, nó vẫn không có biểu hiện gì ra theo diện bệnh tật, nhưng thực ra ở trong cái cơ thể của nó là cái gan thận của nó rất là yếu. Nó chỉ cần chạm vào một cái gì đấy một cái là con chó nó sẽ ngã bệnh này. Là cái riêng về cái nấu ăn mà cho gia vị này thì ai mà đang mắc cái sai lầm này thì chúng ta bỏ ngay nhé. Là đồ ăn cho chó chúng ta chuẩn bị, chúng ta không cho mắm muối mì chính, tốt nhất là chỉ có ăn luộc. Ok, nếu mà mọi người muốn nấu canh cho nó thì nấu canh nhạt. Có thể là gì? Trong cái phần ăn của nó ấy, mọi người chỉ cho một tí muối như này thôi. Để làm gì? Để mà cái việc luộc hay là cái việc nấu gì đấy của chúng ta nó có một tí muối này thì nó sôi nhiệt độ cao hơn, nó làm cho đồ ăn nhanh chín hơn, hoặc nó khử mùi hôi ở trong đồ ăn hay là này kia. Ok, chúng ta có thể cho một tí thôi, nhưng mà đấy là theo kiểu là để cho nó không nhạt thách, chứ chúng ta không có chà mắm muối gia vị như là người ăn. Và những cái đồ mà chúng ta ăn thừa mà chúng ta muốn cho con chó nó ăn, nếu chúng ta muốn nó an toàn cho nó ấy, thì những cái đồ ấy chúng ta nên rửa qua nước lã đi rồi chúng ta mới cho nó ăn. Để làm gì? Nó bớt muối đi. Những món mặn thì tôi bỏ qua, những món mặn thì nếu mà có muốn cho nó ăn thì phải luộc lại, luộc lại để cho cái muối nó thôi ra, cái đồ ăn nó nhạt thì mới cho chúng nó ăn. Đấy là cái sai lầm thứ tư mà cũng rất nhiều người gặp phải. Và cái sai lầm thứ năm là cái sai lầm mà thay đổi chế độ ăn quá đột ngột cho con chó con khi mới về nhà mới, hoặc là cho con chó con ăn những cái đồ ăn mà nó không thể tiêu hóa được, nó gây thủng đường ruột, như là cho ăn xương ống. Cho ăn xương ống còn cho con nó chưa nhai được, nó chưa nhai kỹ được, nó ăn vào nó đâm vào ruột. Những nhất là những cái xương ống, còn xương tù có thể nó không bị sao, nhưng xương ống là một, xương cá là hai, là những hai thứ đấy là tuyệt đối là phải tránh về cái xương. Còn rất nhiều loại đồ ăn mà con chó, mỗi giống chó có thể là nó sẽ bị dị ứng. Như ở Việt Nam chúng ta thì nó có cái khoai tây, là chúng ta hay ăn món khoai hầm xương, nhưng mà cái khoai tây là con chó không cho nó ăn. Cái dạ dày của nó không tiêu hóa được. Ăn ít thì có thể nó không sao, nhưng chỉ cần ăn nhiều một chút là nó sẽ nôn ngay. Là cái đấy là mọi người lưu ý. Và cái thay đổi chế độ ăn đột ngột, không nên thay đổi chế độ ăn đột ngột, là rất nhiều người là có cái sai lầm khi mà thay đổi chế độ ăn đột ngột là khi chúng ta mua con chó, chúng ta không hỏi là ở nhà cũ chúng nó ăn cái chỗ nó cho ăn cái gì. Về nhà chúng ta dùng ngay một cái chế độ ăn khác áp dụng cho nó. Ok, nếu cái chế độ ăn của các bạn là cái chế độ ăn dễ tiêu, tương đương, tương tự như là chế độ ăn cũ, hoặc là dễ tiêu hơn, thì con chó nó ok, không có vấn đề gì. Nhưng trong cái trường hợp các bạn đổi cái chế độ ăn mà nó khó tiêu cho con chó thì nó sẽ phát sinh ngay lập tức, là con chó nó sẽ bị phát sinh ở vấn đề tiêu hóa ngay. Và cái chế độ ăn mình khuyên các bạn tốt nhất là các bạn, nếu các bạn mua ở những cái chỗ mà các bạn không biết họ cho ăn cái gì, giả sử mua ở cửa hàng chẳng hạn, người ta mới bắt ở cái đàn chó ở đâu đấy về rồi người ta bán cho các bạn, người ta không biết nhà cũ cho ăn cái gì, thì thường người ta sẽ cho nó ăn hạt. Ok, các bạn nên mua hạt về cho nó ăn trong khoảng 1 tuần 10 ngày đầu. Sau đấy thì các bạn muốn đổi sang chế độ khác thì các bạn đổi. Còn nếu không ấy, thì các bạn cho nó ăn cơm thịt. Ok, bất kỳ giống chó nào nó cũng ăn thích nghi được với việc ăn cơm và thịt cộng với nước lã nhé mọi người nhé. Thịt luộc này cộng cơm cộng nước lã, chứ không phải là cộng với nước luộc thịt nhé. Nếu mà các bạn mà cho ăn nước luộc thịt mà cái thịt đấy nó có mỡ, hoặc là cái nước luộc thịt nó quá đặc, tức là nó sẹt ở cái xương nó thôi ra ấy, thì nếu các bạn cho ăn cái nước luộc thịt đấy, con chó nó sẽ bị đi ngoài ngay, nó không tiêu được.
Thì mình khuyên các bạn là nếu các bạn không biết người ta cho con chó nó của các bạn trước đây người ta cho nó ăn cái gì thì các bạn nên cho nó ăn, một là mua hạt cho nó ăn và cho ăn lượng ít thôi, không cho ăn lượng nhiều, cho ăn theo như hướng dẫn ở trên bao bì theo cái trọng lượng cân của con chó và theo cái tháng tuổi. Nhưng nếu mà không mua được hạt thì các bạn muốn cho nó ăn cườm thịt ok, nhưng các bạn ban đầu các bạn mua con chó về các bạn hãy cho nó ăn ít thịt thôi, đừng cho ăn nhiều thịt, và các bạn nên sử dụng cái thịt dễ tiêu nhất là thịt gà. Nên sử dụng cái thịt gà, và thịt gà công nghiệp nó cũng là một loại rẻ, thì các bạn nên sử dụng thịt gà công nghiệp với cái lượng tỷ lệ là gì, cơm và thịt có thể là các bạn nên sử dụng là 5 thịt 5 cơm, hai cái bằng nhau, hoặc là gì 4 thịt 6 cơm. Và các bạn sẽ theo dõi cái tiêu hóa của con chó xem là nó tiêu hóa ra cái phân của nó có khuôn đẹp không, màu của nó có màu nâu hay màu vàng không, hay là nó màu đen. Nếu màu đen tức là cái con chó đấy cái đường tiêu hóa của nó đang hơi kém, nó không tiêu hóa hết, chúng ta sẽ phải giảm thịt đi, tăng cơm lên. Còn nếu mà cái phân của nó tiêu hóa ra màu vàng thì ok, các bạn có thể tăng cái thịt lên. Với những cái giống chó mà nó cần cái lượng dinh dưỡng nhiều thì nhờ các giống chó to như rốt này chẳng hạn, hay là một số giống khác lớn nhanh như là Golden Husky, một số giống chó mà trên 30 cân, trên 25 cân và cái giai đoạn nhỏ nó lớn rất là nhanh thì nó cần ăn cái lượng dinh dưỡng nhiều, thì các bạn sẽ phải cho nó nhiều thịt. Nếu các bạn cho nó ăn cơm thịt thì mình nhắc lại là con chó Tây nó giống như là người phương Tây, cái hệ tiêu hóa của nó rất nhiều năm là nó ăn theo cái chế độ là nhiều thịt, nhiều đạm, ít tinh bột, bởi vì đấy họ không có nhiều tinh bột, nó không như con chó ta nhé. Thì các bạn đừng áp dụng cái việc là nuôi như nuôi chó ta, nuôi như nuôi chó ta thì nó sẽ phát sinh nhiều thứ. Ok, tất nhiên là cái tinh bột nó rất là lành, cơm ấy chó nào cũng ăn được cơm, mình khẳng định với các bạn một điều như thế, và chó nào ăn cũng lành, nhưng nó có tốt cho cái sự phát triển của cái giống chó hay không, của giống chó nó có phát triển cân đối hay không thì là câu chuyện khác. Các cái giống chó Tây ấy, nó thích nghi với cái việc ăn nhiều đạm, tinh bột ít thôi, thì con chó nó sẽ nhanh nhẹn, nó khỏe mạnh, và khi mà nó có dịch bệnh ấy, con chó cái cơ thể nó khỏe, nó không có bị thừa những cái thứ không cần thiết như là mỡ hay là gì đấy, con chó cơ thể nó khỏe mạnh thì nó sẽ chống bệnh tốt hơn, là mọi người lưu ý như thế. Còn trong cái trường hợp mà do cái điều kiện của mình thế này thế kia thì ok, ăn nhiều cơm một chút cũng được, ăn cơm nó cũng tốn tiền lắm, chứ nó cũng không có phải là ăn cơm là không tốn tiền, ăn thịt nhiều thì nó tốn tiền hơn thôi, chứ ăn cơm nó cũng tốn tiền. Nhưng mà các bạn nhớ là nếu mà nuôi chó Tây thì con chó Tây nó thích nghi với việc ăn, chế độ ăn của nó là mọi người hãy nhớ một cái điều quan trọng nhất của con chó Tây, con chó ở phương Tây, nguồn gốc phương Tây, là nó như người ở phương Tây, người ta ăn nhiều thịt ít đạm. Nó ngược lại với lại con chó các cái giống chó mà gốc ở phương Đông, thì chúng ta là ăn nhiều tinh bột ít thịt. Ok, như con chó ta hay là có các một vài giống chó của Nhật hay là một vài giống có chó của Trung Quốc thì cái chế độ ăn của nó lại khác nha, nó lại khác với mấy con chó Tây, là nó sẽ ăn tinh bột nhiều, nó thích nghi với việc ăn tinh bột nhiều. Nó cũng như bởi vì là con chó nó ở với người thì người ở khu vực nào ăn như thế nào thì con chó nó sẽ ăn tương tự như thế, đấy là cái đấy là dễ hiểu nhất. Cho nên là cái con chó ở châu Á hay là ở phương Đông chúng ta nó thích nghi với việc ăn nhiều tinh bột ít thì thôi. Với bọn giả sử như là như hiện tại bây giờ ngoài rốt ra thì nhà mình có nuôi cả mông cọc và cả hai con mắt hà nữa, nhưng với cái con mông cọc và con mắt hà mình cho ăn ít thì thôi, cái tỷ lệ nó sẽ ngược lại với lại cái con chó Tây con rốt. Giả sử nếu mình cho ăn cơm thịt con rốt này với con rốt trưởng thành, mình sẽ cho nó ăn là 6 7 phần thịt, 3 hoặc 4 phần cơm. Ok, nếu mà mình có thời gian mình cho nó ăn cơm thịt. Nhưng ngược lại với cái con chó bản địa của Việt Nam thì mình sẽ cho nó ăn là gì? 7 8 phần cơm, 2 3 phần thịt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ thể